Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý cô bác trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với shop Thanh Đạo Audio. Hôm nay tiếp tục làm video giới thiệu đến các bác rất là nhiều sản phẩm, trên 10 sản phẩm, trong đó có cục giữa của một cái bộ tủ đài rất là khủng đấy ạ. Nó đủ bộ thì nó trên 20 triệu. Đó, nay còn về được mỗi cục giữa thôi còn nó nạc noa và những con e-quai tầm giá rất là tốt, và những con bộ đài cổ và những con âm ni và những cái đầu tác chất rất là hay và tầm giá cũng rất tốt. Và giới thiệu đến các bác cả một bộ tủ đài cũng tầm giá rất là tốt, đặc biệt là rất là gọn nhỏ để các bác tham khảo. Đó, rất là nhiều những sản phẩm để giới thiệu đến các bác. Các bác xem chốt bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với shop bên em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và xem video thì cho shop Thanh Đạo nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên với shop em review. Shop Thanh Đạo xin chân thành cảm ơn các bác. Xem thì chốt bất kỳ sản phẩm nào chụp tấm hình lại và liên hệ với shop bên em. Đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác những con tắp đài rất là đẹp. Các bác cùng ngắm ạ, size 43 của NOD. Đó, đồng hồ rất là khủng luôn ạ. Đồng hồ lên đến một gang tay trên 20 cm. Đó, trên 20 cm, hai đồng hồ vu màu này và đồng hồ đọc và băng là đồng hồ số này. Đó, độ đẹp của nó thì các bác ngắm ạ. Họ chưa lau dọn vệ sinh từ góc cạnh, không một vết chầy, không vết nông mèo từ cả cái volume này. Đó, volume là mình rè đấy ạ. Đó, ruột gan thì cũng rất là sạch sẽ, ngoại trừ thuyền dây cu noa là phải thay thôi, còn tất cả bao cho bác là zin. Đó, không một mối chấm hàn, hai motor cực kỳ lớn luôn ạ. Đó, từ cả đẹp từ cả tuyến hậu các bác cùng ngắm ạ. Đó, chất rất là hay, các bác tham khảo. Model của nó là NODD77, điện 100V, công suất tiêu thụ là 18W nhá. Đó, series này 105C này. Đó. Các bác ngắm cho em những, kể cả là những cái chân rắc nó cũng còn mới rất là đẹp luôn ạ. Các bác ngắm từ cả tuyến hậu. Chất rất hay. Đó, các bác tham khảo rất khủng đấy ạ. Và cũng khá là nặng và chất âm đặc biệt là cũng không kém gì những con đắt tiền đâu ạ. Và em báo giá luôn để các bác tham khảo cho một con tắp đài rất là đẹp ạ. Các bác ngắm cho em là cũng đáng trưng, đáng bày với một mức giá 2.200.000, các bác tham khảo. Tiếp em xin giới thiệu đến các bác một bộ ba món này. Đó, một bộ ba món chất cũng rất là hay. Đó, chất rất là hay luôn ạ. Các bác tham khảo giới là con CT405 này. Đó, đẹp góc cạnh luôn ạ, không vết nung mèo, âm ni cũng không có chảy xước. Đó, các bác ngắm kỹ. Và trên là con tuner 7800 mắc đôi, một bộ combo 3 món. FM thì cũng đến 90 nhưng mà sẽ kéo cho các bác ra là 96 đến 98 để bắt được đài FM. Còn hai em bắt được hai đài 160. Đặc biệt góc cạnh ạ. Đó, các bác ngắm ạ. Không có một vết nông mèo từ cả con âm đi nhá. Nó từ cả con âm đi, các bác ngắm cho em là không vết nông mèo cả âm đi từ cái núm nút này. Đó, kinh khủng luôn, đẹp, rất đẹp. Đó. Và từ cả con táp này, đó, các bác ngắm kỹ, đó, không có một vết nào nhá. Đây là đang con táp này còn chưa lau dọn một chút nào đâu ạ. Có hai cái trên là phải qua một tí bụi ở trên mặt của nó thôi. Đó, đèn đóm nguyên zin, các bác ngắm kỹ ạ. Đó, tất cả đèn đóm nguyên zin nhá. Đó, và em test luôn cho con táp đài này, đó, đồng hồ vu vẩy này, và em đang kết nối lên âm ni này. Đó, các bác thấy chưa ạ? Đó, chất rất là hay đấy ạ. Đó, đồng hồ vu vẩy rất đều, đặc biệt con tắp đài này là dây cu noa cũng còn nguyên zin. Đó, các bác chốt thì cần thay dây mới thì em sẽ thay dây mới. Đó, từ cả tua này, đó, zin top này, tua đi tua lại này, rất là êm luôn nhá. Đó, chất rất là hay, các bác tham khảo. Và em quay lại báo thông số cho các bác là từ đẹp từ cả cái tuyến những cái tuyến nắp lưng đấy ạ. Đó, nguyên zin 100%. Đó, từ cả cái tuyến hậu không có bị rôm rỉ luôn. Đó, từ cả những cái con tuner này, tuner là TX7800 mắc đôi này, điện 100 và công suất là 6W, giới nó con âm đi, công suất là điện 100 công suất là 155W này. Đó, đánh từ 4 đến 16 ohm và từ 8 đến 16 ohm cho AB cộng này, và giới là con táp của CT405 này, điện 100 công suất tiêu thụ là 10W ạ. Đó, tất cả bao cho bác là nguyên zin. Đó, ruột gan bao đẹp, mặt mũi bao đẹp, với một mức giá cũng rất tốt. Báo giá để các bác tham khảo cho âm ni, đầu tiên là cho con tuner. Đó, tuner là 1.300.000 cho 7800 mắc đôi. Đó, TX7800 mắc đôi, giới nó còn âm ni. Đó, 7800 mắc đôi. Đó, 9 triệu, đẹp xuất sắc. Giới là con tắp đài của hãng Puner CT4 là 2.800.000,
2.800.000 cho con táp đài, các bác tham khảo. Đó, cả bộ thì từ 1.3, 9.000.000 và cộng 2.800.000, đó là được 3 món đấy ạ, các bác tham khảo. Em báo lại giá để tiện cho các bác tham khảo nhá, cho nó rõ. 7.800 tuner đấy ạ. Đó là 1.300.000 âm ly, 7.800 bắc đôi là 9.000.000 và con táp đài CT405 là 2.800.000, các bác tham khảo. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác này một bộ về nó nạc mất noa. Đó, nó chỉ còn có cục giữa thôi, cũng nguyên zin 100%, độ đẹp thì cũng rất là đẹp luôn ạ. Rộng đến 32 cm, cao 25 cm, 3 món ạ. Đó, 3 món này cũng khá là nặng nhá. Nó rất là nặng luôn đấy ạ. Đó, các bác tham khảo, dưới là con táp, trên là con âm ly. Âm ly thì các cổng đầu vào cũng rất là nhiều, phone tune, CD video này, AUX đấy ạ. Trên là con radio. Đó, tức là cái con tune đấy ạ, tuner. Đó, đài radio đấy ạ. Đặc biệt là con táp này thì cũng nguyên zin từ cả dây côn hoa và cũng chạy test luôn cho các bác tham khảo. Đó, các bác thấy chưa ạ? Nó đang hoạt động mọi chức năng. Đó, rất là êm luôn nhá. Zin từ cả cái dây côn hoa xích tốp lại và auto chạy 2 chiều nhá. Đó, ấn ở đây ạ. Ấn đây là chạy. Đó, ấn là chuyển ngược trở lại và ấn tiếp bên này. Đó, chứ không phải là các bác chạy là chạy auto, tức là hết băng nó tự vợt. Đó, nhưng mà các bác muốn đảo chiều thì là các bác phải ấn vào đây. Đó, có cái đảo chiều đấy ạ. Đó, đang hoạt động mọi chức năng nhá. Đó, có chữ DBX này. Đó, DBX này. Đó, các bác tham khảo. Đó, tất cả bao cho các bác là đèn đóm nguyên zin, trên là con âm ly. Đó. Đây là chỉnh chép này, dưới chỉnh bát này, cần gạt có bi đấy ạ. Dưới là ba năng này. Đó, đây là volume to nhỏ này. Đó, trên là con tuner và ST8, âm ly là SU6 và con táp là RS8R. Đó, các bác tham khảo nguyên bộ zin của nó nhá. Đẹp từ cả cái nắp lưng luôn ạ, không chảy xước góc cạnh. Đó, chưa lau dọn vệ sinh. Và quay lại báo thông số báo giá để các bác tham khảo. Âm ly thì là điện 100, công suất là 55W này. Đó, 55W, các bác tham khảo đánh từ 6 đến 16 ohm. Đó, các bác tham khảo dưới là con táp. Điện 100, công suất tiêu thụ là 12W nhá. Đó, đường in đường out này. Đó, trên là con tuner này. Và quay lại báo giá để các bác tham khảo trong một bộ. Đó, về nạc không có noa, các bác về sưu tầm thêm noa là báo để các bác tham khảo là 2.000.000 cho 3 món nhá. 2.000.000 âm ly cộng táp cộng tuner. Đó, 2.000.000 cho 3 món, một mức giá cực kỳ yêu thương. Bộ này mà có noa thì nó cũng 6 đến 7.000.000 đấy ạ. Các bác tham khảo 2.000.000 cho 3 món, các bác sưu tầm noa sau. Hoặc là các bác ghép vào những cặp noa đài hoặc những cặp noa bookshelf, chất cũng rất là hay. Đó, 2.000.000 là các bác đã sở hữu tốt rồi, chất âm hay. Đó, đặc biệt là đèn đóm này, tắt đi này. Đó, nguyên zin 100%. Đó, các bác tham khảo. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác một bộ tủ đài rất là gọn nhá. Đó, rộng đến 1m, có 1m19 thôi, một bộ tủ đài rất là gọn. Đó, rộng 1m19 và sâu 35 và cao 55 cm. Đó, một bộ tủ đài của Toshiba. Đó, các bác tham khảo ê căng niền đấy. Tem cờ đầy đủ Toshiba này. Đó, tất cả ê căng, không có một đốm bục, một cái bát 20 và một tuyến tép. Đó, một tuyến tép 8 cm nhá, 8 cm, và có một nỗ thở nằm ở đây ạ. Đó, các bác nhìn rõ đấy ạ, cái vết đen đen này này. Đó là nỗ thở, đây là chép này. Đó, 8 cm và một cái loa bát 20 cm này. Đó. Đặc biệt là độ đẹp. Đó, cũng còn khá đẹp luôn ạ, các bác ngắm kỹ. Đó, có chảy hơi một chút chút thôi. Đó, còn có, nói chung là chấp nhận được một bộ tủ đài tuổi đời 100 năm rồi. Đó, âm ly thì đây ạ. Đó. Mở lên này, radio thì vẫn đến là FM đến 90, còn AM đến 160. Đó, model của nó là Toshiba SP300. Đó. Bát chép chỉnh trên máy này. Đó, volume này cũng có táp, tức là các bác kết nối táp hoặc là các thay táp thì bằng đường AUX. Đó, phone tune này, đó, FM AM này. Đó, các bác tham khảo. Đặc biệt là độ đẹp của nó thì cũng còn khá là đẹp. Đấy, bên trong là một cái bộ đĩa than. Đó, một bộ đĩa than. Còn trên đây là không có mở nắp thì các bác để nó như một cái kệ. Đó, và em test luôn cho đĩa than này cũng còn nguyên bụi nhá, chưa lau dọn đến đĩa than. Đó. Và các bác đến tay các bác thì em sẽ lau dọn đĩa than cẩn thận để gửi đến các bác. Đó. Tất cả là từ cả cái kim máng nhá. Đó, nguyên zin đấy ạ.
Đó, bao cho các bác là hoạt động mọi chức năng, các bác bê các bác đặt vào đây. Đó. Là đây này em chưa có cắm loa vào tại vì là nó liên quan đến tiếng và nó liên quan đến bản quyền. Đó các bác thông cảm. Đó, tất cả đang hoạt động nhá. Đó. Và các bác chỉ cần là nhấc cái đĩa than này ra. Đó, đây trong đây là nó có một cái dưới cái cần của đĩa than này nó có một cái các bác đặt vào cái là nó là cái công tắc đấy ạ. Đó, đặt vào là nó tự tắt. Đó, đây là chế độ này. Đó, chế độ 45 đến 33 này. Đó. Các bác tham khảo tất cả bao zin bao hoạt động mọi chức năng. Đó, khá là đẹp đấy ạ. Các bác ngắm lại một lượt. Đó, tiện cho các bác là kê bày trên cái tuyến đình này. Đó, nó không đĩa than nó nằm ở trong cái tủ. Loa thì bao đẹp. Đó, bao đẹp luôn ạ. Đó, có rép rai trái phải luôn nhá. Đây là rép này. Nai này. Đó, tất cả là rất là đẹp luôn ạ. Từ cả tuyến góc cạnh, từ cả tuyến loa nguyên zin 100%. Đó, cả hai bên này. Và đây là tuyến hậu của cái cục giữa đấy ạ. Đó, tuyến hậu cục giữa này không có bề nở sứt sẹo gì. Rất là đẹp luôn nhá. Rất đẹp. Và em cũng quay lại để các bác ngắm lại một lượt và em báo giá để tiện cho các bác tham khảo một bộ tủ đài rất là gọn luôn ạ. Rất là gọn. Đó. Để các bác chơi trải nghiệm, đặc biệt là độ kê bày cũng rất là gọn, nó rộng có 1m19 thôi. Đó, cao 55 và sâu 35 cm. Đó, các bác tham khảo. Báo giá để các bác tham khảo cho bộ tủ đài Toshiba đó, SB300 nhá, SB300. Đó, âm đi đài Receiver. Đó, với một mức giá là 5.500.000. Đó, bao hoạt động mọi chức năng. Đó, loa nguyên zin 100% và cũng đi theo đúng bộ. Các bác tham khảo 5.500.000, các bác tham khảo. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác những con táp này. Đó, cũng là đồng hồ vu tia cũng rất là khủng luôn ạ. Cũng đến 20 cm. Cũng đến 20 cm ạ. Đó, cũng tất cả là bao cho các bác là đẹp từ cả đầu tư. Đó, đẹp từ cả đầu tư. Đó, mặt mũi thì cũng còn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ạ. Đó, các bác cùng tham khảo, có vết cấn nhẹ nhá. Đó, hơi một chút thôi. Đó, nó như được đây ạ. Đó, hơi một tí thôi. Đấy, đầu ngón tay em chỉ này. Và ruột gan vẫn là bao đẹp. Đó, cũng motor rất là lớn luôn ạ. Đó, các bác tham khảo ngoại trừ cái dây cu loa thôi, còn tất cả bao zin không một mối chấm hàn từ cả tuyến hậu. Model của nó là M70, điện 100V, công suất tiêu thụ là 18W nhá. 18W input này. Đó. Và em quay lại báo luôn giá để các bác tham khảo cho một con táp đài. Đó, của ND M70 là 1.600.000 để các bác tham khảo. Đó, rất là đẹp đấy ạ. Đó, góc cạnh này. Đó, chưa lau dọn vệ sinh đâu ạ. Đó, mặt nhôm nhá, mặt nhôm phay xước. Đó, không có hơi một cái tí chấm chấm nhẹ thôi, một chút thôi. Đó, 1.600.000 để các bác tham khảo, một mức giá rất yêu thương chia sẻ với các bác. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác một con táp đài. Đó, cũng là con táp đài của NOD. Đó, các bác tham khảo hai đồng hồ vu vảy trắng sứ này. Đó, cũng khá lớn luôn. Đó, răng chìa này. Đó, tất cả là bao cho các bác là cũng là đẹp góc cạnh. Đó, từ cả tuyến đình. Đó, chưa lau dọn vệ sinh đâu ạ. Đó, các bác ngắm kỹ. Đó, một volume là mạch rề này. Đây, volume của băng này. Đó, vừa phải thay dây cu loa, nó có bám vào ở đây hơn một chút thôi. Đó, còn nâu đi là bao cho các bác là rất là đẹp, góc cạnh không cấn, không vết nông mèo, ruột gan bao zin. Đó, ngoại trừ cái dây cu loa này là vừa phải thay xong. Đó, tất cả bao đẹp. Model của nó là NOD 550MK2 nhá, điện 100V, công suất tiêu thụ là 9W. Đó, từ cả tuyến hậu luôn ạ. Đẹp, rất đẹp đấy ạ. Và báo giá luôn để các bác tham khảo cho một con NOD, size này là size 39 nhá. Size 39 của NOD D550MK2 là 1.500.000. 1.500.000 cho con size 39 này. Đó, chất cũng khá là hay, tầm giá cũng rất tốt, chia sẻ đến các bác. Đó. Và tiếp em xả thanh lý một con âm ly. Model của nó là I5. Đó, Pioneer I5 nhá. Đó, không còn một cái núm nào nhá. Và giá cũng chỉ mấy trăm ca thôi, bao cho các bác là zin không một mối chấm hàn. Đó, zin không một mối chấm hàn, nhưng mà thiếu toàn bộ núm nút này. Núm nút này là đã dồn sang cho một con khác rồi. Đó, nói rõ nguyên do là như thế. Đó, dồn cho những con đắt tiền rồi, các bác tham khảo. Đó, còn mặt mũi bao đẹp, các bác không quan trọng hình thức thì về kiếm 1, 2, 3 volume tổng, nên là 4 con volume là các bác đã chơi rồi. Nhà giả dụ như nán xưởng hoặc là chỗ lao động
đó, nhà xưởng nó chơi vào những cặp noa cũng bát 30 quay đầu là chơi tốt, đánh cho 4 con sò xanh đen một vít, nó cỡ lớn đấy ạ, ruột gan bao zin không một mối chấm hàn nguyên bụi đấy ạ, đó từ đẹp từ cả tuyến hậu, đó chỉ có mấy cái volume này em tháo mất thôi. Đó, model của nó là Pioneer i5, điện 100V, công suất tiêu thụ là 90W nhá. Nó đánh thoải mái cho bát 30 nhá, các bác tham khảo. Đó, đánh thoải mái cho bát 30. Đó, bát chép này, đó, ba năng này, có tính năng nâu nớt này, AB và A cộng B này. Đó. Và báo giá luôn để các bác tham khảo cho một con AI5 của hãng Pioneer, mặt mũi còn khá đẹp, thiếu 4 cái núm. Đó. Báo giá để các bác tham khảo là 800k. Đó, các bác tham khảo chỉ vài trăm là các bác sở hữu những con Omni Nhật rồi. Nhưng mà nó do liên quan là mất mấy cái núm đẹp xuất sắc thì những con này vẫn là 2,2 triệu. Mất 4 cái núm thì xả 800k. Các bác nhanh tay, một mức giá rất là tốt để chia sẻ với các bác. Và tiếp em xin giới thiệu được các bác một con tắp đài này. Đó, kéo ra đây một con tắp đài hai cửa lại tiếp tục dọn để giới thiệu được các bác. Đó, bao cho các bác là đẹp, không một vết lông mèo. Đó, góc cạnh ạ. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đó, ngoài bụi thôi. Đây là chưa lau dọn vệ sinh. Đó, các bác tham khảo mới thay, có dây cun hoa thôi, cũng có đồng hồ tia nhá. Giữa ạ, nó đúng như con Technic 3.2 đấy ạ. Đó, chạy một chiều nhá, tức là không có auto revert, nó chỉ có chạy được có một chiều thôi. Đó, các bác tham khảo đẹp cũng là size 43, size 43, ruột gan bao zin. Đó, ngoại trừ tiền dây cun hoa cũng là chạy hai motor lớn này. Đó, hai motor lớn nhá. Đó, các bác tham khảo rất là khủng đấy ạ. Đó, phía hậu này đẹp từ trước ra sau. Đó, model của nó là NODDW800, điện 100V, công suất tiêu thụ là 21W nhá, 21W. Đó, chất của con này cũng khá là hay. Đó, các bác tham khảo. Đó, volume là mạch rề thì là có cần gạt trái phải này, reply đấy ạ. Đó, hoạt động mọi chức năng. Đó, bao zin. Báo giá luôn để các bác tham khảo cho một con tắp đài của NOD hai cửa nằm 2.200.000. 2.200.000, các bác nhanh tay, một mức giá rất là tốt, chất rất là hay để các bác trải nghiệm. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác một con Omni. Một con Omni này tầm giá cũng rất tốt thôi, chia sẻ đến các bác. Đó, cũng chưa bằng con đầu giải mã đâu, nhưng mà đặc biệt là chất rất là hay này. Đầu tiên là có AB và A cộng B. Đó, ở nguyên zin. Đó, số rất là sáng luôn nhá, đồng hồ hiển thị rất sáng. Và đặc biệt là bát chép là các bác chỉnh bằng volume. Đó, chứ không phải là các bác ấn bằng số nữa. Đó, thường là những con 5 chấm này là các bác sẽ phải chỉnh bằng nút ấn số. Nhưng con này rất là tiện dụng. Đó, AB này, ghi chi tiết này. Đó, AB này, các bác tham khảo. Đó, và bát chép là bát chép chỉnh bằng volume, rất là tiện. Đằng trước là có optical đường in đấy ạ, đường in. Đó, và trên đây là nó có cả thêm đài radio nhá. Đó, AM này. Đó, các bác ấn input này. Đó, các bác ấn input là chuyển đổi này, CD này, phone này, aux này. Đó, các bác thích kết nối cổng nào thì các bác kết nối tap phe này, CD này. Đó, mọi mặt mũi là bao cho bác là ngoại trừ là không có một vết lông mèo, quá đẹp luôn ạ. Đó, rất là đẹp, rất là khủng luôn, công suất cũng khá là lớn, trên 200W. Đó, và ruột gan bao mới. Đó, đánh cho 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 con sò nhá, 10 con sò than nguyên zin này. Đó, ruột gan từ cả cái cáp bẹ. Đó, các bác ngắm ạ, một cái tăng phô khá lớn và hai tụ nọc nguồn. Đó, và đây thì nó rất là khủng luôn ạ. Đó, tất cả bao cho các bác ruột gan đẹp. Đó, các bác từ cả chuyến sắt si. Đó, phía sau này, phía hậu đấy ạ. Model của nó là Yamaha AX8 nhá, AX8. Đây là các cổng đường giải mã optical đấy ạ. Các bác kết nối smart TV hoặc đầu đĩa vào cái đường optical này nếu có. Đó, các cổng đầu vào. Các bác tiện cho các bác tham khảo, đây là cầu loa có đánh súp này. Đó, tất cả bao không có một vết rung rỉ, rất đẹp. Công suất là điện 100V nhá, điện 100, công suất tiêu thụ là 230W. Made in Malaysia. Đó, những con Omni đời cao 5 chấm. Đó, đặc biệt là cũng đánh rất là khủng luôn, 230W, đánh 10 con sò than. Đó, nguyên zin. Đó, sexy thì quá đẹp. Và đặc biệt là độ giá của nó thì cũng rất là tốt luôn ạ, chia sẻ cho các bác. Nó cũng
vừa âm ly này, vừa có đài radio này, đó cũng kết hợp được cả làm giải mã từ smart tv xuống này. Đó, một con âm ly 5 chấm với một mức giá là 2.500.000 cho Yamaha AX8 nhá. Đó, độ đẹp thì trên 95%, không một vết chảy xước, đó, rất đẹp ạ. Đó, 2.500.000, đó, cũng một con âm ly khá là khủng và giá cũng rất là tốt, chia sẻ đến các bác, đó, các bác tham khảo. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác một con đài cổ của hãng Konobia. Đó, Konobia này, FM thì cũng đến 108 nhá. Đó, AM thì 1600 này, hai cửa băng nhá, hai cửa băng cũng chạy auto revert, đó, chạy hai chiều đấy ạ. Đó, bao cho các bác là hoạt động mọi chức năng. Đây là đài nhá, chứ không phải dàn đâu ạ. Các bác phải lưu ý những con đài cổ của Konobia auto revert, tức là các bác ấn chuyển vào đây. Đó, chạy cho hai chiều thì chuyển vào đây, chạy một chiều chuyển vào đây. Đó, các bác tham khảo. Đó, đây là AUX này, có cả thêm đường AUX này, tune này, phone này, đó, táp này. Đó, rất là tiện cho các bác sở hữu. Và hai bát hai cái bát này là hai bát 18 cm nhá. Loa khá khủng đấy ạ. Konobia VKR2. Đó, Konobia này. Đó, cũng là VKR2. Đó, nguyên bộ của nó đấy ạ. Các bác tham khảo. Rộng 75 cm, cao loa thì lên đến 36 cm. Đó, sâu thì đến 26 cm. Đó, đây là em đang chặt thì em đang có xếp cái cục giữa đặt lên cái thớt hai cái loa. Đó, hai loa bát màng trống này, nguyên zin 100% này, trên là chép này. Đó, lưới sắt này, nguyên zin đấy ạ, khá đẹp đấy ạ. Thùng vách thì góc cạnh vuông thành chắc cạnh, không bể nở sứt sẹo gì từ cả những cái tuyến của cái thớt giữa của loa, của cục giả đai. Đó, đó, từ cả loa rất đẹp luôn nhá. Đó, loa đây ạ, thông số của nó đây. Đó, Konobia SV201 này. Đó, các bác tham khảo, còn đằng trước là VK2. Đó, Konobia này. Đó, điện 100V, công suất tiêu thụ là 20W nhá, 20W ạ. Đó, điện 100, công suất tiêu thụ là 20W. Đó. Đó, made in Taiwan. Đó, nó dập chìm chữ trên đây này, made in Taiwan. Đó, của Konobia, sản xuất tại Taiwan. Đó, đây là các CD này. Đó, đây là các cổng kết nối để đầu vào đấy ạ. Bao cho các bác nào hoạt động mọi chức năng, và cũng báo giá luôn cho một con đài của Konobia VKR2. Đó, VKR2 là 2.800.000, 2.800.000 một bộ đài màu đen. Các bác tham khảo, 2.800.000, có radio, có táp và có âm ly. Đó, liền một bộ đài cổ, các bác tham khảo. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ số bên em. Và tiếp em xin giới thiệu đến các bác một con Equine. Một con Equine khá khủng. Đó, khá khủng. Đặc biệt là 32 cần nhá. Đó, 32 cần chỉnh cho hai vế. Đó, có đèn điện đấy ạ. Tức là có đèn điện ở trên cần chỉnh này. Đó, tất cả là có đèn điện này. Đó, nguyên zin Sony này. Có cấn nhá, có cấn nhẹ góc này. Đó, do vận chuyển mà cũng giá rất tốt thôi, đặc biệt là độ khủng ạ. Nặng cũng 5-6 kg đấy ạ. Nó cao tầm khoảng 5-6 cm, rộng 43 cm nhá. Đó, có cái cấn nhẹ này. Các bác xem kỹ, đó, không quan trọng về hình thức nhưng mà chất âm rất là hay, có hai volume riêng biệt này. Đó, các bác tham khảo. Và em rút cái jack này ra để đó. Đường in out này. Đó, in out này, in vào quýt ra này. Đó, model của nó là Sony này. E1031 này. E1031, điện 100V, công suất tiêu thụ là 11W ạ. 11W. Đó, made in Japan này. Đó. Các bác tham khảo, đột gan của nó khá khủng luôn ạ, khá khủng. Đó, chất rất là hay. Và cũng báo giá luôn để các bác tham khảo cho con Equine của hãng Sony. Đó. 32 cần chỉnh, có đèn trên cần. Đó, không thiếu một cần nào. Có cấn ở trên mặt trước này, chỗ này. Đó, các bác xem kỹ. Đó, tất cả là bao cho các bác là còn khá đẹp, nguyên zin, cũng không một mối chấm hàn, hoạt động mọi chức năng. Và báo giá luôn để các bác tham khảo là 1.200.000 cho con Sony E1031. E1031, các bác tham khảo. 1.200.000, các bác tham khảo. Một mức giá rất là tốt để chia sẻ đến các bác.
Và tiếp đây em xin giới thiệu với các bác một cái cục tủ đài ở giữa. Các bác chờ em một chút để em lấy cái đĩa than đó để bảo vệ cái kim của nó ạ. Đó, cũng bao cho các bác là hoạt động mọi chức năng. Đó, một bộ tủ đài đó, cũng em cũng đo chiều rộng của nó luôn, cục giữa đấy ạ. Rộng của nó đến 53 cm này. Đó, 53.5 và chiều cao của bộ tủ đài. Các bác xem thì chờ em một chút, các bác quan tâm đến cục giữa của tủ đài này tầm giá cũng rất là tốt thôi. Đó, cao cũng 63, cao 63. Rồi cao 63. Đó, tất cả nó bao cho bác nâu dọn đi còn rất là đẹp nhá. Âm ly thì bao cho các bác là cũng mặt mũi không có một vết chảy luôn ạ. Đó, nguyên bụi đấy ạ. Và đá tét này, đá tét âm ly là Pioneer này. Đó, FM thì cũng đến 90, AM đến 160. Đó, có tính năng nâu nớt này, có bát chép chỉnh trên máy này. Đó, đó đầy đủ các tính năng, có phone, có FM, AM, nó có radio đấy ạ. Và bên dưới này là một cái tủ này. Đó, để cho các bác để thêm thiết bị này, nguyên zin đấy ạ, về nó nạc mất loa. Đó, hôm trước thì em có về một bộ như thế này. Đó, chưa quay video thì em đã bán một bộ như thế này là trên 20 triệu, nó 21 triệu là có loa bát 25 và có lưới mắt cáo và màng FB. Đó, đây là đúng bộ của nó luôn đấy ạ. Đó, đúng cái con bộ này. Đó, nhưng mà hôm nay nó về nó nạc mất hai cái loa rồi, thì còn mỗi cục giữa thôi. Khá khủng, khá nặng luôn ạ. Đó, góc cạnh này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp tuyến hậu này. Đó. Nguyên zin 100%. Đó. Đây là cái bụi băng dính nhá. Đó, băng dính và đây là bụi đấy ạ. Đó, sẽ lau dọn cho các bác góc cạnh còn khá đẹp luôn ạ. Đó. Một bộ tủ đài Pioneer F4000 nhá, điện 100V, công suất tiêu thụ là 57W ạ, 57W. Các bác cứ chụp model lại và search model Pioneer F4000. Đó, bộ tủ đài này trên 20 triệu luôn. Đó, các cổng đầu vào các bác kết nối này có táp này. Đó. Đây là đĩa than này. Đó, còn nguyên cả tem cờ luôn đấy ạ. Đó, đây là hai cầu loa này. Đó, các bác tham khảo đây là nai của đường điện đấy ạ. Đó, phía hậu. Đó, còn trên thì các bác tham khảo có đĩa than nhá và cũng xả thanh lý thôi. Đó, nguyên bộ đủ đồ, tức là đủ loa thì nó trên 20 triệu và hôm nay cũng về được mỗi cục giữa và đặc biệt là tất cả bao zin, bao hoạt động từ cả âm ly. Đó, đèn đóm rất đẹp đấy ạ, rất đẹp. Và các bác cũng là nhấc đặt vào đây là nó sẽ quay ạ. Đó, nó có cần cầm này. Đó, bỏ ra là sẽ là tắt. Đó, hoặc là sit top ở đây. Đó. Đó, các bác đặt vào. Đó. Các bác đặt vào là đây, đặt vào ạ, là quay ạ. Đó. Đó, các bác tiện tham khảo. Đó, hoạt động mọi chức năng nhá, hoạt động mọi chức năng và em bỏ ra và báo luôn giá để tiện cho các bác tham khảo. Nó chỉ có còn về có mỗi cục giữa này thôi. Đó. Và tầm giá cũng rất là tốt. Báo giá để các bác tham khảo âm ly cộng đĩa than. Nó bao zin, bao hoạt động. Đó, một cái tủ giữa. Các bác về các bác mua loa kết nối vào những cái bộ tủ đài. Đó, vào tủ đài hoặc là lấy con âm ly chơi hoặc lấy đĩa đầu đĩa than. Và giá cũng rất là tốt. 3.500.000 cho một bộ tủ đài F4000 nhé. Các bác chụp model lại. Đó, để tham khảo các bác săn tìm lùng loa sau. Đó, nếu tìm được loa của nó thì rất là giá trị. Đó, Pioneer F4000. Đó, nếu tìm được loa của bộ này thì nó trên 20 triệu cơ. Đó, và em về được nó nạc mất loa, nó chỉ còn có cục giữa thôi. Báo giá để các bác tham khảo là 3.500.000. Một mức giá rất tốt để chia sẻ các bác. Các bác chốt bất kỳ sản phẩm nào thì hãy liên hệ với số bên em qua tấm biển trên, một số điện thoại duy nhất ship hàng toàn quốc. Và xem video cho số tinh đạo, nút like, nút đăng ký để nhận những thông báo thường xuyên đến số em review. Và đến đây em xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào video tiếp theo. Số tinh đạo xin chào và tạm biệt các bác. Em xin chào các bác ạ.